Vừa rồi là sự xuất hiện của ba cô gái và bây giờ là các bạn nữ. Vừa rồi là sự xuất hiện của ba cô gái, còn bây giờ sẽ là sự xuất hiện của các bạn nữ ở trong Hanoi XGIRLS. Các bạn hiểu vì sao gọi là Hanoi XGIRLS chưa ạ? Đấy là như thế nhá. Mình thì mình chấp nhận cái vấn đề này từ lâu rồi. Đấy. Hà Nội ơi! Buồn ngủ chưa? Chưa thì hãy hô thật to cho các cô gái của chúng tôi xem nào!